ngày thứ 40, vào trong thánh tâm Chúa. Một hạt bụi, hạt cát chẳng là cái gì quan trọng trong hầu hết mọi hoàn cảnh. Chẳng ai để ý đến một hạt bụi hay một hạt cát trong sân hay trên sàn nhà. Nhưng nếu nó lọt vào mắt, nó đáng chú ý tức thì. Tại sao vậy? Vì sự nhạy cảm của con mắt, thánh tâm Chúa cũng như thế. Người nhận ra tội lỗi nhỏ bé nhất của chúng ta, thường chúng ta không nhìn thấy. Ngay cả những tội lỗi trầm trọng nhất của mình, nhưng Chúa thấy tất cả mọi sự. Nếu chúng ta muốn đi vào trong trái tim của lòng thương xót Chúa, chúng ta phải để cho những tia sáng của lòng thương xót chiếu vết nhơ tội nhỏ nhất trong tâm hồn chúng ta. Người sẽ làm điều đó một cách nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương, nhưng người sẽ giúp chúng ta thấy và trải nghiệm những hậu quả của tội lỗi chúng ta, kể cả những tội nhẹ nhất, nếu chúng ta để cho lòng thương xót của người thâm nhập vào trong chúng ta. Hôm nay, bạn hãy nhìn vào tâm hồn và tự hỏi bạn biết thế nào về những tội lỗi nhỏ nhất của mình. Bạn có để cho lòng thương xót của Chúa chiếu sáng bên trong, làm sáng tỏ tất cả những gì ở đó không? Đó sẽ là một khám phá đầy niềm vui khi bạn đến để Chúa Giê-xu biểu lộ cho bạn những gì người thấy rất tỏ tường. Lạy Chúa, con cầu xin lòng thương xót của Chúa tràn đầy tâm hồn con, để con được nhìn thấy tất cả những gì bên trong con như Chúa thấy. Con tạ ơn Chúa vì thánh tâm Chúa dịu hiền và đầy lòng trắc ẩn, và đã quan tâm chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất của đời con. Con tạ ơn Chúa vì đã chú ý đến cả những tội lỗi nhỏ nhất mà con cần phải khắc phục. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa chở che con qua từng lối con về. Khi đam mê con vụng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa bao la vượt biển dâng. Chúa đã yêu con khi con cứ mãi làm ngơ. Tình Chúa yêu con cho dù con đây hững hờ, thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước.